Ford là hãng xe đầu tiên tại Việt Nam đầu hàng trước Covid-19 khi mà một bản tin gửi đến giới truyền thông trong nước ngày 24 tháng 3 vừa qua cho biết thương hiệu xe của nước Mỹ cho biết là nhà máy tại Hải Dương phải tạm dừng hoạt động từ ngày 26 tháng 3 và việc lắp ráp xe có thể bị trì quản đến hàng tuần. Lý do đến từ việc là linh kiện phụ tùng khó có thể được nhập về tại thời điểm này ở Việt Nam. Nhân viên, đặc biệt là chuyên gia nước ngoài cũng không thể vào Việt Nam. Theo Ford Việt Nam, việc tạm dừng sản xuất sẽ kéo dài khoảng vài tuần tùy thuộc vào tình hình bệnh dịch, lệnh hạn chế của chính phủ, tình trạng hoạt động của nhà cung ứng, nhu cầu của khách hàng và tình hình tồn kho của đại lý. Hành động tạm dừng này nằm trong kế hoạch tạm dừng sản xuất toàn cầu của Ford. Các nhà máy đầu tiên được yêu cầu tạm dừng hoạt động là các nhà máy ở châu Mỹ và châu Âu. Còn đối với hoạt động bán hàng, dịch vụ phụ tùng, cung ứng và hỗ trợ đại lý của Ford Việt Nam vẫn diễn ra bình thường. Với các dòng xe được nhập khẩu từ nước ngoài như Ford Ranger, Ranger Raptor, Ford Everest hay Ford Explorer Thương hiệu xe Mỹ này cho biết vẫn đang duy trì một lượng cung ứng đủ cho việc kinh doanh trong vài tuần tới tại Việt Nam. Ngoài Việt Nam, nhà máy Ford tại Thái Lan cũng tạm dừng hoạt động từ ngày 27 tháng 3. Tại Ấn Độ, nhà máy đã tạm dừng hoạt động từ ngày 21 tháng 3.